Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Trên tay của mình đây là em Oppo Reno 8T 5G. Em này đã được sở hữu công nghệ 5G, sẽ giúp cho các bạn sử dụng được một khoảng thời gian lâu dài. Ngoài ra thì em này có một điểm cộng rất là lớn về phần thiết kế của nó. Chỉ với mức giá đâu đó khoảng 4 triệu rưỡi mà thôi, chưa tới 4 triệu rưỡi, các bạn đã có một cái màn hình chạm viền. Ngoài ra thì chất lượng hình ảnh cũng cực kỳ tốt. Không những thế, em nó cũng được trang bị cả vân tay ở trên màn hình. Vào đầu năm ngoái khi mà em này được ra mắt, mức giá của em nó cũng lên đến 8 triệu bạc cơ, nhưng giờ đây chỉ còn có 4 triệu rưỡi mà thôi. Và cụ thể hơn về những tính năng của em này thì cùng mình bắt đầu video thôi nhé. Ok, let's go. Và đây là Oppo Reno 8T 5G. Và nếu như các bạn có nhu cầu quan tâm đến các mẫu điện thoại khác như là iPhone, Samsung, Xiaomi hay là chính chiếc Oppo này thì các bạn có thể truy cập vào đường link mình để bên dưới description sẽ dẫn thẳng đến cửa hàng của Điện thoại Vui. Và ở đây thì các bạn sẽ có đầy đủ thông tin, các bạn có thể check giá luôn nhé. Và báo giá luôn thì em Oppo Reno 8T 5G này đang được bán tại Điện thoại Vui với mức giá chỉ 4.490.000 mà thôi. Và mình thấy thì mức giá này khá là xứng đáng đấy chứ. Và xứng đáng như thế nào thì bắt đầu video nhé. Đầu tiên là về phần thiết kế, em này thì vẫn sở hữu một cái mặt lưng bằng nhựa thôi. Thế nhưng cái mặt lưng này nó cũng giống như ba cái mặt lưng khác của những chiếc Oppo, nó sẽ có một cái hiệu ứng mà Oppo gọi là Oppo Glow. Và với cái hiệu ứng Oppo Glow này, khi mà các bạn nghiêng các góc, hoặc là các bạn có thể thấy ở trên màn hình, khi mà mình nghiêng các góc của chiếc điện thoại này thì chiếc máy của chúng ta nó sẽ thay đổi màu sắc. Ngoài ra thì chiếc máy này nó cũng được bao cong cả hai mặt. Đúng rồi đấy, mặt trước của các bạn cũng là một cái màn hình tràn viền được bao cong, nhưng mà tạm thời mình sẽ nói nó sau. Và trên mặt lưng của các bạn thì các bạn sẽ thấy được hai cụm camera. Thế nhưng chúng ta có đến 3 camera lớn. Một camera chính với độ phân giải lên đến 108 megapixel. Kế đến các bạn sẽ có một cái cam macro 2 MP và một cam chiều sâu 2 MP. Và đặc biệt là với chiếc máy này chúng ta sẽ không có cam góc rộng. Và cũng không hiểu là tại sao Oppo lại cắt đi tính năng cam góc rộng cho chiếc máy này. Và với trải nghiệm của mình sau những chiếc máy Oppo sử dụng cái mặt lưng gọi là Oppo Glow, thì với cái mặt lưng này các bạn sẽ không có hiệu ứng là bám dấu mồ hôi hay là vân tay. Mình đã sử dụng trần chiếc máy này đâu đó khoảng 3 ngày rồi và không hề có việc bám dấu mồ hôi và vân tay ở trên chiếc máy của chúng ta luôn. Và với mình thì mình luôn đánh giá cái vấn đề không bám dấu mồ hôi và vân tay là một điểm cộng. Ngoài ra thì cái khung viền của chúng ta, các bạn sẽ có một cái khung viền bằng kim loại nhé. Và ở cạnh dưới thì các bạn sẽ có một loa và chiếc máy của chúng ta sẽ trang bị loa kép, ở trên có thêm một cái nữa. Kế bên là cổng sạc Type-C và nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh VOOC lên đến 67W. Và nhà sản xuất thì có công bố rằng để sạc đầy viên pin này thì chỉ mất có 44 phút mà thôi. Và kế bên thì các bạn sẽ có một cái mic thu âm. Và với khe cắm thị SIM này thì các bạn sẽ có lựa chọn là hai SIM hoặc là các bạn sẽ sử dụng một SIM cùng với một thẻ nhớ. Đây, rút ra cho các bạn coi. Các bạn có thể sử dụng một SIM và mặt này, hoặc là dùng thẻ, hoặc là các bạn dùng thêm một SIM nữa. Tóm lại về phần thiết kế thì em này có một cái thiết kế cực kỳ đẹp và mình thấy là khá ấn tượng về cái thiết kế này. Mặt lưng của chúng ta sẽ bao cong, màn hình của chúng ta sẽ là màn hình tràn viền. Ngoài ra thì có thêm một cái khung viền kim loại và chiếc máy của chúng ta thì cũng khá là mỏng, chỉ mỏng khoảng 7,7g mà thôi, không có tính cái cục camera lồi này nhé. Ngoài ra thì nó cũng khá là nhẹ luôn, cũng chỉ khoảng 171g mà thôi. Và với đánh giá trải nghiệm cầm nắm của mình và những cái thao tác mình trải nghiệm trong 3 ngày qua thì thực sự chiếc Oppo Reno 8T 5G này về phần thiết kế mình đánh giá nó khá là cao và khá là đáng tiền vì cái mức giá chỉ khoảng 4 triệu rưỡi mà thôi. Kế đến là về phần màn hình của chúng ta thì như hồi nãy mình có giới thiệu với các bạn, với chiếc máy này các bạn sẽ sở hữu một chiếc màn hình tràn viền. Ngoài ra thì cái viền màn hình của chúng ta nó cũng khá là mỏng và với tấm nền thì em này đang được sử dụng tấm nền là AMOLED hỗ trợ lên đến 1 tỷ màu. Ngoài ra thì chiếc máy này chắc chắn rồi, nó phải hỗ trợ 120Hz và độ sáng tối đa các bạn có thể lên đến 900 nits. Và màn hình này thì nó sẽ là một cái màn hình có kích thước là 6.7 inch. Và với tấm nền AMOLED này thì nó sẽ cho các bạn một chiếc máy có màu sắc tương đối tốt. Ngoài ra thì chất lượng hình ảnh thì nó luôn rất nét. Và với những nhu cầu cơ bản nhất của chúng ta về coi YouTube hay là TikTok thì mình thấy cái màn hình AMOLED này là cũng tương đối tốt rồi. Kế đến là về phần hiệu năng thì chiếc máy của chúng ta đang được sở hữu con chip là Qualcomm Snapdragon 695. Và đây là một con chip mới hỗ trợ 5G. Thế nhưng con chip này thật sự thì nó không quá mạnh mẽ đâu. Và với trải nghiệm của mình thì mình chơi những tựa game như là Call of Duty và Liên Quân Mobile thì với những cái trải nghiệm chơi game của mình thì chiếc máy của chúng ta nó hoạt động khá là trơn tru và mượt mà. Ngoài ra thì với con chip này nó sẽ không gặp hiện tượng nóng lên. Và đây là điểm AnTuTu của em nó. Em nó chỉ mang lại 438.696 điểm mà thôi. Và với cái điểm số này thì nó đã đánh bại được 5% người dùng, tức là 5% những chiếc máy đang chạy ở ngoài thị trường rồi. Về RAM và bộ nhớ trong thì chiếc máy mình đang sở hữu có phiên bản là RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Và nếu như các bạn có nhu cầu cao hơn, các bạn có thể lựa chọn phiên bản 8GB cùng với 256GB bộ nhớ trong. Ngoài ra RAM của chiếc máy này các bạn cũng có thể mở rộng thêm 8GB nữa. Và đánh giá của mình về cái phần tăng dung lượng RAM này thì nó cũng ở mức tương đối thôi. Thực sự thì nó cũng không hiệu quả giống như các bạn suy nghĩ là chúng ta sẽ có đến 16GB RAM đâu nhé. Và hồi nãy thì mình đã có giới thiệu với anh em về phần camera. Và đây là hình ảnh mình chụp được từ chế độ AI của cam chính 108MP trên chiếc máy này.
thì nó tái tạo tương đối tốt. Với những cái vùng bị tối thì nó sẽ hoàn toàn bỏ qua luôn cái vùng này, và với những cái vùng sáng hơn thì nó đã bắt chọn được từng cái khoảng sáng. Đây các bạn có thể thấy khi mà mình lia từ cái phần góc bên phải của mình, và mình sẽ lia dần sang trái từ cái cụm tòa nhà này sang qua bên những tán cây, những chiếc lá của chúng ta, thì nó vẫn tái tạo tương đối tốt. Những cái vùng sáng thì nó vẫn bắt được, và những cái vùng tối hơn chúng ta vẫn thấy được cái phần tán cây của chúng ta, tại vì chúng ta có một cái camera độ phân giải lên đến 108 megapixel. Ngoài ra nó còn có AI để tăng cường thêm chi tiết cho chúng ta nữa. Hơi tiếc một chút là chiếc máy này nó không hỗ trợ camera góc rộng. Kế đến là chế độ chân dung của chúng ta. Đây là tấm hình mình chụp chân dung, và với những cái chi tiết xóa phông thì gần như nó sẽ không bị nhòe. Nó chỉ bị nhòe một chút ở cái phần tóc của mình thì, và khi mà mình chỉnh tóc thì trên tóc của mình nó sẽ có những cái phần tóc bị dư ra. Và như thế thì với AI của chiếc máy này, nó cũng sẽ tự động xóa đi cái phần tóc thừa này, để cho chi tiết hình ảnh của chúng ta nó sẽ không có những khoảng khắc thừa. Và chất lượng xóa phông thì mình đánh giá là nó cũng ở mức cơ bản tương đối tốt thôi. Và màu sắc hình ảnh thì như các bạn cũng luôn biết, với những chiếc máy Oppo thì màu sắc nó sẽ luôn tươi, và nó sẽ luôn qua một lớp AI để chỉnh sửa cho chúng ta rồi. Và đây là chất lượng video trên chiếc Oppo Reno 8T 5G. Và đây là chất lượng video các bạn có thể thấy được trên chiếc Oppo Reno 8T 5G với camera 108 megapixel. Thế nhưng chiếc máy của chúng ta chỉ hỗ trợ quay video lên đến Full HD mà thôi. Như thế là quá ít. Ngoài đây thì chất lượng video mình thấy cũng không thực sự tốt, và mình sẽ nhận quay phim để màu gấp cho các bạn coi luôn nhé. Và với mình thì chất lượng video trên chiếc Oppo Reno 8T này thực sự là quá kém. Mình không thích cái phần màu sắc nó hơi bị bệt và tối ở trên chiếc máy này, và chúng ta đang được quay ở trong môi trường studio luôn đấy nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần camera trước. Và với cam trước thì các bạn sẽ có một cái camera trước được đục lỗ ở trên màn hình, và với cái camera này nó sẽ hỗ trợ độ phân giải là 32 megapixel. Cuối cùng là về phần thời lượng pin và các tính năng. Về viên pin thì chiếc máy này sẽ có viên pin là 4800 mAh, sẽ đủ cho các bạn sử dụng một ngày với những nhu cầu cơ bản. Còn nếu như các bạn thường xuyên để chơi game giống như mình, gần đây thì mình có chơi game khá là nhiều, thì chiếc máy này nó sẽ không đủ cho các bạn trụ được một ngày đâu. Thế nhưng nó sẽ có công nghệ sạc nhanh VOOC lên đến 67W, và như đầu video mình có giới thiệu với các bạn, với cái công nghệ đó các bạn có thể sạc đầy từ 0 lên đến 100%, đâu đó chỉ khoảng 44 phút mà thôi. Tức là nếu như hết pin, các bạn chỉ cần cắm sạc 30 phút là đủ dùng cho khoảng thời gian tiếp theo rồi. Về tính năng thì em này sẽ có vân tay dưới màn hình. Ngoài ra em nó cũng sẽ có công nghệ 5G cho các bạn, giúp cho các bạn dễ dàng sử dụng được trong khoảng thời gian dài, tại vì em này thì mới ra mắt đầu năm 2023 mà thôi. Về loa thì em này sẽ có loa kép. Ngoài ra nó sẽ trang bị cho các bạn thêm một cái chế độ mà Apple gọi là siêu âm lượng. Khi mà các bạn bật cái phần này lên, các bạn sẽ có đến 200% âm lượng. Và lúc đó thì âm thanh trên chiếc máy của chúng ta nó cũng sẽ khuếch đại lên khá là tốt. Thế nhưng nó chỉ khuếch đại âm thanh thôi nhá, còn chất lượng âm thanh thì không thực sự tốt lắm đâu. Và rất cảm ơn các bạn đã coi hết video của mình. Các bạn có đánh giá gì về em Oppo Reno 8T 5G này không? Để lại bình luận cho mình biết với nhá. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV, đồng hộ cho bọn mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.